giờ còn nói giờ là tiếng trả không trả nói luôn. Rồi bây giờ hai người không trả luôn, không trả quýnh luôn, không trả là quýnh đó. Anh làm cái gì vậy? Không trả là quýnh. Từ từ chứ anh ơi, nếu cũng phải trả thôi chứ lẽ giật mấy anh được, anh làm cái gì vậy? Mưa rồi mọi người á. Trời ơi, mấy năm nay ở bên Mỹ mới về. Mưa sao quay nhẹp chân máy móc hư. Mùa mấy năm nay ở bên Mỹ mới về bạn. Không về anh đâu, anh thấy sao anh? Vô anh Hai ơi lẹ đi, trời mưa. Hai ơi. Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Nguyễn Hải nha. Mưa kìa Hai ơi. Hải. Chung là hai bạn cũng yêu cầu nhiều quá thì thôi đáp ứng yêu cầu người thôi, tại khách hàng là thượng đế mà, nói chung thượng đế là lập ba là mẹ nói phải nghe. Thì hôm nay mọi người kêu mình cho anh mới lên dưới sân đi, tại bữa giờ cũng thảnh thờ cho anh mới tôi lên bờ xuống ruộng rồi mọi người ấy, chứ đừng nói con gái mà xuống con ỉa quần gì đó cho anh ơi, ở đây lắp vệ sinh công cộng tại vì sợ bị ngạt ở ngoài cho nó mát, ngồi đồng anh á, đó chồng mình á. Ok mọi người, thôi bây giờ gì nói ít thì hiểu nhiều nha. Thì tụi mình lắc rồi tụi mình sẽ giấu cam và đợi Tem cả. Nhưng mà bữa nay Tem thì thiếu Minh mọi người. Tại Minh đẹp nghỉ luôn rồi, nó sẽ nghỉ luôn rồi. Không, nó tinh xình nghỉ luôn. Dạ, trời. Đẹp đúng không? Nghỉ luôn đi. Trên đang mình nó bận chị. Ai đợi nó lên quất nó luôn đi. Tại tranh thủ thì để trời mưa đâu mọi người ơi. Nói xin nghỉ rồi. Cháu bữa nó lên đuổi về. Mà này hả, bên tại video này chứ có tôi với Nguy thôi, còn mọi người nó hơi vắng xíu nha. Để lát nó đi ra rồi đi đi giấu cam luôn. Điện sưng đi. Điện đi ba ơi. Từ con ơi. Điện đi. Cái gì vậy? Ấy da. Trời ơi, trời ơi, từ từ xuống rồi. Cái gì anh nè. Em già này học rồi. Tập cái gai đi. Điện đi, không gì mày điện đi. Từ mày điện mày đừng nói. Đi quậy trời. Lắc chắp. Mày có đây không? Alo. Đang ngồi ạ, đang ngồi. Em đi Đức Ly đi qua nhà bốc chơi nè. Chú ơi, xong nhà, vô bút nè, vô bút nè. Vô bút nè, thưa quý vị và các bạn, theo thống kê thì Việt Nam có khoảng 30% dân số rối loạn tâm thần. Nhà chị có máy lạnh không? Sao ngồi đây hỏi nóng chứ hả? Có máy lạnh đâu, nghèo chết mẹ, có làm sao sống được cái máy lạnh. Anh hồn trời. Trời nó dữ, tai nào nữa. Tai nào là gì? Tai nhau. Nó mong chúng ta ông nội gì đưa có giữa vậy. Ở đây ngồi nè. Làm nước xuống. Nó không kê đâu anh. Anh đâu biết đâu. Trời ơi. Nó bị đứa nha. Dạ. Trời đất ơi là trời. Không thì vừa phải phải thôi. Giữa là cái nết của nó đi. Cái nết tao quá trời dễ thương rồi. Giả tạo. Ơi sao? Để chị ba giũa chiếc cưng nha. Cái gì đây? Thôi quên. Bỏ. Thà là bỏ đi hết đi. Em cho anh nói thằng mày. Nói gì? Đó. Thôi bỏ điện thoại vô, nói chi? Mình làm mình lo mà. Cái gì? Cái gì vậy? Có gì đâu. Tụi tao tính nói gì này cho hai bay, nhưng mà sợ hai bay nói mấy người kia mấy người chuyện. Không đâu. Thôi chuyện mình làm. Nói đi. Chuyện mình làm tự lo đi mẫu cơ. Vậy tao hết được rồi. Từ từ tính chứ giờ nói đâu, nói sao được, nói lỡ nó kia sao? Kia biết ai nói nữa. Trời. Chứ biết lu bu nữa. Nhiều chuyện nói mình kia mà. Không có đâu. Lo lúc giờ có gì mà mấy em đi nói đâu. Thôi để đi, mình tự tính. Thà ban đầu mấy anh đừng nói xong rồi là cái... anh làm gì tàn em tò mò. Để chị ba vừa có tay cho tò mò hả? Ừ, nói đi. Chị ba gì? Ba vừa. Má ơi, bệnh ăn cơm mới xong rồi đang cơm chó. Ta kêu chị ba vừa móng cái tự nhiên cơm chó. Bỏ chuyện mình không quan trọng, quan trọng như vậy quý. Biết rồi, mà cái là mình để đi mình tính được mà. Chứ giờ nói nó đâu được gì đâu, lỡ mấy kia biết rồi sao. Không còn được rồi, không còn được rồi, tính nữa đâu. Xíu nữa bánh cổ cấp. Bây giờ chị có trốn thôi. Trốn giờ trốn đâu vậy? Cái gì vậy? Cái gì trốn vậy? Bây giờ ráng ngồi đây đi, mới vậy thì chiều tối đi. Đi đâu? Mà đi đâu cái gì vậy? Nói đầu chuyện anh với ẩm rồi. Đi chơi hả? Đi chơi trốn đi chơi. Đi cho hai đứa đi. Đâu thôi. Hai vị nợ tặng tính sao
ngồi đây nói chuyện đi. Cái gì vậy trời? Em hứa mày. Hôm qua đã hứa rồi, ngồi ngồi. Một tháng nói chuyện đi, không chạy được đâu. Ngồi tiếp đi. Một tháng thôi. Một không được, thưởng thì nhanh chứ một ngày hai ngày chứ hứa gì hứa một tháng vậy. Gì để từ từ giả chứ giờ. Hôm qua là hứa bữa nay. Rồi gấp quá giờ sao lo được chứ giờ. Chứ lúc mượn đây cũng gấp cho mấy em mượn mà bây giờ đi đòi nợ mấy em trốn tránh như vậy biết chừng nào. Mà tiền có nhiêu đâu à. Hôm qua nói hôm nay là trả mà đi ra đi lại nhà không thấy ai hết. Cứ trốn tránh vậy rồi sao. Em mượn thì là tiền gấp gãn cứ liền mà cứ nợ nặng mà cứ đi trốn để đi tìm hoài nguyên ngày nay. Mà em hứa với mấy anh là trong vòng một tháng này em sẽ cố gắng trả thủ để em thu gấp. Đâu có được, anh cũng phải đi mượn người ta, anh cho em mượn chứ một tháng không có được. Anh mượn nợ hả? Em qua đã anh nói rồi mà em mượn em nói em chơi hết chặng là đá banh rồi. Em chung mà bây giờ cuối cùng hôm nay là để đi kiếm mà anh em mình có điện thoại thì thay bao 200 triệu mà em nói không có nhiêu tiền từ người xây giả chứ giờ rồi 200 triệu phải 200 ngàn đâu em bữa nữa có 150 rồi 200 ngàn anh không phải rồi tiền qua ngày nó phải là cũng phải cho tụi anh kiếm sống chứ mà tiền trước mình lấy con 100 mà cái gì mà 100 lên 200 chứ anh coi đúng rồi không có coi được tụi anh cũng còn kiếm tiền của anh phải ăn cũng nuôi gia đình mà. Mấy anh làm gì trốn đá trời. Ừ. Có đâu, không có gì đâu. Coi anh giải quyết cho anh đi chứ em cứ trốn nhiều bạn được đâu. Rồi hai cưng sao với hai này. Bạn, em bạn, thôi. Bạn hả? Không có này không liên quan đâu. Em bây giờ gán từ đang cho đang xây tiền trả chứ giờ về đi. Đòi gấp quá vậy sao được. Không, hôm qua đã cho ngày rồi, hôm qua em nói là hôm nay là cỡ nào phải trả cho anh. Mà hôm nay anh điện là thuê bao đi kiếm thì không có ở nhà. Đi về cả ngày nay đi kiếm thì em mệt rồi. Làm gì làm mới ngay phải giải quyết cho anh. Gán gắt qua tuần sau được không chứ giờ tuần sau lãi lên là mấy em lại than nhiều nữa. Về đi. Anh coi lỡ đi chứ gì mà 100 triệu mà lên tới 200 đó. Đúng rồi không vậy? Đúng rồi em bây giờ bán cũng phải có lời cũng như buôn bán thôi cũng phải có lời anh cũng phải kiếm nuôi mà gia đình cho anh chứ. Tuần trước hả? Tuần trước mà tới 200 với anh. Anh cũng đóng lời cho người ta mà anh dây người ta anh mới đưa qua đây dây cho. Tại không có nhiều mà tại chơi nhiều. Tại nó chơi nhiều. Tại em không biết thì thôi anh ơi tự nhiên bây giờ đi về. Anh thông cảm nha, để tháng sau để em trả cho. Không được đâu, tháng không được đâu. Bây giờ em mới trong vòng ngày hôm nay. Nay mà. Em nói trong vòng hôm nay là đưa anh vào ngày mai. Cho em một ngày thôi chứ không có để một tháng được. Kiếm tiền rồi người ta dí tụi anh, người ta kiếm tụi anh tiền đó tụi anh trả. Thôi lúc giờ có vậy đâu giờ chơi, nó anh nó bóng gì trời. Hôm qua em nói rồi mà em nên chơi hết chặn là em qua em đưa tiền. Cuối cùng em không thấy em qua, điện em không được. Qua nhà em không thấy ai hết thì qua đây gặp em đây. Cảm gì để cố gắng tranh thủ tháng này trả cho. Từ từ đi chứ giờ tự nhiên mà 100 triệu mà lên dễ quá rồi gặp em lên đâu có làm gì đâu nè. Trong ngày hôm nay hoặc ngày mai trả cho anh. Có tiền trả được là có tiền trả được mà. Đúng rồi. Mà có nhiều anh em mình nhau không mà gắn gắt cho em. Anh em biết là anh em thì anh em anh mới đưa em mượn đó. Hôm qua em nói mà. Anh em mới cho em mượn bây giờ trả tiền là anh em rồi giờ tiền đâu anh đắp vô. Có nhiều đâu có 200 mà. Có 200 triệu chứ nhiêu. Cho mấy anh cỡ đó sao mà trả kìa. Mấy anh xử cho em giờ cũng có tiền tôi trả mấy anh đâu. Giờ tự nhiên mắc tiền còn đi tù nó đâu có được em trong ngày hôm nay. Chứ mà không thôi là anh qua bên nhà em xiết đồ thì kỳ lắm. Vậy đi, giải quyết cho. Đi, hai đứa. Mấy em không biết thì thôi, chứ bây giờ biết rồi mà đi giờ sao mà dời. Vậy đi, giải quyết cho. Bị gì đi. Vậy tự nhiên mượn nợ cho đó banh vậy trời. Đi. Vậy đi. Bây giờ gắn cho qua tuần sau được không? Để gắn xây mà trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Trong vòng nay ngày mai. Trong vòng chiều hôm nay rồi chiều ngày mai không là anh xiết đồ thằng Hải thì nó kỳ lắm. Đâu có được em, mượn thì nhanh lắm mà sao trả hứa kỳ gì. Chứ giờ tụi em có đâu có tiền ở đâu mà mấy trả này giờ thua không có. Chứ tụi em điện tụi anh cũng đâu tiền đâu cho đem mượn, phải đi dây đi hỏi chứ. Chốn. Em trốn có được đâu. Chứ mấy bữa nay thua không mà có bữa nào ăn được đâu. Ăn lời cái cổ của sao đem tới trốn nhà. Mà trốn được. Bây giờ sao trốn, trốn mà nhà ai cũng còn à chứ đâu có dở đi được đâu. Nghĩ vậy luôn á vậy bỏ hai đứa này luôn. Đi về đi đứa, giải quyết cho. Không anh ơi, đi giống như đi về. Không có giờ đâu. Thôi giải quyết đi chứ anh kỳ tìm em sáng giờ mệt lắm á thiệt á. Có cái gì không? Lột mà lấy ra đây, còn mấy lấy xíu chiếc nhẫn, lấy cái gì trong người nó có lấy gì lấy đây. Bây giờ có cái gì trong người đó? Lấy gì không? Anh ơi, có bao nhiêu đâu. Mấy cái này không có nhiêu tiền đâu. À, đây là chiếc nhẫn nè. Có bao nhiêu đâu mà anh phải xíu anh? Có gì đâu nó không có nhiêu tiền á xiết chi giờ trong những ngày hôm nay giải quyết đi chứ cái này được nhiêu tiền hồ này 300 nó khói lợi chứ nhẵn đâu mới lấy ra chứ nhẵn đâu có tiêu rồi cái gì đồng hồ này 300 đồng hồ này mà lá 300 chứ nhẵn mới lấy ra đâu có nhẵn à lục mình nghe cái chứ nhẵn không anh sao lục đồ người ta chứ bây giờ bây giờ em đòi trốn rồi ai dám đi về bây giờ em phải thanh toán chiều hôm nay hoặc chiều ngày mai
chứ mấy anh ăn cỡ đó mà đòi chiều nay xong tao bó được. Còn mấy anh lên 200 kêu, sao kêu không mày nói chuyện đi. Bây giờ là mày nói chuyện là đàng hoàng là chừng nào trả. Bây giờ là lãi ngày qua ngày nó lên, lãi đó. Lãi ngày ngày nó càng lên. 2 tháng đi. 2 tháng sao được. 2 tháng giờ cũng sợ không kịp đâu. Trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Còn không là anh qua nhà em đó. Chứ giờ đòi gấp quá đâu tiền đâu ra nó trả. Chứ lúc em mượn anh cũng gấp, anh cũng tiếp kiếm đâu ra. Tụi em nói thôi gắng giúp tụi em hết chặn đó. Cuối cùng anh cũng phải đi xây đi sở cho tụi em tin tưởng tụi em chứ. Chứ mấy bữa nay thua không mà có chừng nào ăn đâu. Cái thua thắng là chuyện của em mượn em phải trả cho anh, em hứa phải đúng ngày đúng giờ chứ. Mai mốt tụi em kẹt ra dám cho tụi em mượn. Dồn chặn rồi tối nó dồn hết rồi nó thắng lấy tiền trả hết. Với mấy bữa đó ăn tiền tao đưa liền phải không? Chung ấy đưa liền. Không có giúp đâu nó chừng tự. Bây giờ chàng gì nổi mà chàng tới 200 triệu. Khủng quá, đi mày đi về đi. Sừng đi về bản đi nha. Đi hết đi. Thôi tự lo cho. Rồi giải quyết cho anh trong chiều hôm nay luôn đi. Chứ để anh đi tìm mệt lắm, tìm em sáng giờ em trốn điện không được. Phải em nói chuyện đàng hoàng đâu đến nổi đâu. Bây giờ qua tới đây rồi em ngồi trốn bên đây. Đừng có làm gì. Từ tối giờ dồn hết, có còn nhiêu dồn hết, gỡ trận đó trả tiền luôn đó mà. Em điện em nói chuyện với anh sao, em nói thôi gắng giúp cho em đi, em chơi trận này nữa rồi ngày mai em thanh toán cho tụi anh. Còn á, nếu mà hứa 2 tháng phải không, 2 tháng không được. Còn nói giờ là tiếng trả không trả nói luôn. Rồi bây giờ hai người không trả luôn, không trả quýnh luôn. Không trả là quýnh đó. Hay làm gì vậy? Không trả là quýnh. Từ từ chứ anh ơi, nếu cũng phải trả thôi chứ không lẽ giùm mấy anh được mấy anh làm gì vậy? Em mượn nợ mà em nói không trả tí, không trả em ngồi xuống. Xung quanh đây có người đó chứ không phải không nên. Có thì có, giấy nợ anh có đây nè. Nhưng mà từ từ nó trả anh làm gì dữ vậy? Nó đòi không trả kìa. Nhưng mà bây giờ thiếu là phải trả thôi. Đâu thì đương nhiên thiếu là phải trả, đúng rồi. Bây giờ trong ngày hôm nay luôn anh không cho em hẹn nữa, trong ngày hôm nay giải quyết cho anh, còn không là em không yên đâu anh. Bắt chuyện phải đánh người lỗi phải không? Làm gì yêu con tao chứ anh đừng. Thôi giờ anh bỏ tiền anh lấy mạng luôn cũng được. Anh ơi, mới bây giờ ngày mai đi mấy anh, ngày mai lại đây gặp mấy anh rồi. Rồi bây giờ ngày mai đúng không? Dạ. Không trả luôn. Bây giờ em nói ngày mai đúng không? Không trả luôn. Nếu bắt lại. Anh làm gì vậy? Tính chạy vậy? Ngồi đó. Ngồi xuống. Mấy anh nó động em trong cái gì? Ngồi xuống đàng hoàng để cho đây. Bây giờ anh nói là hai cưng có cái gì với hai này không? Em cái gì? Ảnh hai rồi ok em nói em mới bây giờ hai này á nó mượn nợ, bây giờ nó nói chuyện không được, nó nói là bây giờ sao, bây giờ hai cưng ngồi xuống nó giải quyết nó nói chuyện. Bây giờ nó nói là cái giờ nó nói là nó không trả đó. Nó nói là nó là tới 2 tháng mà ai mà đợi nó. Nó hứa bữa nay lại nè, mà đi kiếm từ sáng tới giờ lại nhà nó không có nhà luôn. Vậy mấy anh cho mấy em hẹn ngày mai đi rồi hai ngày. Rồi bây giờ em ngồi xuống em nói chuyện đàng hoàng. Cái gì trả không? Nó nói trả không? Không trả là không trả. Hả? Em ngồi xuống. Mắc gì mấy anh làm chưa vậy? Hãy đi về đi. Thiếu nợ không nói chuyện đàng hoàng mà còn trống hả? Em ngồi xuống đi, em hứa đi rồi anh đi về. Bây giờ anh hái em mới vậy đó. Ngày mai có gì lại đây hái. Rồi bây giờ đúng ngày mai tụi anh là đây. Là ngay chỗ này đúng không? Bây giờ đó là tụi anh là biết hai đứa là giờ hai, nếu mà hai này trốn là tại hai đứa nói là hứa là ngày mai là ngay chỗ này thì phải không? Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là anh không tìm mãi quy nữa. Hai là mượn là phải trả. Bây giờ là mục tiêu của anh là hai đứa. Ngày mai anh sẽ tìm hai đứa. Là nói cái vụ gì mà đòi trốn mà chạy nữa. Bà muốn quýnh gì quýnh nó vậy, nợ là bây giờ tiền ra. Bây giờ ghi âm lại đi. Ghi âm lại nó nói ngày mai mình đem lại đó. Không, chỉ là biết hai đứa này ấy thôi. Nếu ngày mai không có làm gì hai em cũng được không? Không có làm cái gì hết trơn á. Quan trọng cái gì? Ngày mai không có thì tính sau. Còn trước mắt em hứa với anh ngày mai thì ngày mai anh lại. Nè, cái này nè, trả lại nè. Trả lại cho nó lấy. Lại nói chuyện ấy thôi. Chứ trốn bây giờ rồi, cho hai mày trốn nó trốn thoải mái. Không liên quan nữa, bây giờ liên quan hai đứa này nè. Cho trốn đó. Nó trốn thì nó bỏ lại hai đứa này. Nhưng mà nhớ là đã tới chơi cái gì đúng không? Là mình tự chơi, mình tự chịu chứ không có vụ mà đòi trốn hay là đòi không trả đó là không có được. Rồi thôi về. Ngày mai mình lại làm kiếm hai đứa này. Rồi anh về luôn hai đứa. Thôi về nha. Sao mình giống gì? Từ tôi xả tôi trả, kiếm thì tôi trả cho. Kiếm thì kiếm chung chứ không lẽ giờ mình thấy mấy ảnh rồi đánh mấy anh không? Từ từ kiếm trả hai mày hứa gì giờ trận. Rồi mấy anh xong mà vô con đường này chỉ chờ lúc giờ ai cũng vậy hết trơn. Ai cũng khuyên người ta không à.
hôm nay ăn lời cắt cổ mày này. Hứa gì rồi mai nhắm mai có tiền trả người ta không? Có hết trơn á. Mày ảnh đây đi. Rồi. Vô đi. Nó đâu vậy? Trẻ nó coi. Đóng tiêu rồi. Thấy không? Thấy đó. Thấy nó đi mới dậy ngang gót thấy hả? Không biết cái dèo nè. Đuổi đâu rồi? Dậy ngang lắm. Chắc đi trước rồi. Đâu trời. Xin lên nè. Uống đi. Uống đi mau lắm. Có lộn gì không? Có. Chắc còn đây, quýnh chắc còn đây. Mang lại mời cái đám hết đi luôn. Cái này của ai? Nè uống đi. Uống vô mất lòng này. Mặt lại lây bệnh mặt gãy cũng cũng nhiên ly nữa. Không, cái mặt cưng gãy là đẹp á. Không, mặt mày mặt gãy nữa dòm giống đau luôn. Ủa này cà phê hả ta? Lụm nó không? Cà phê á. Lụm. Cái đỏ đi chứ cái bọn sao mà. Tại nói ngày mai hứa ngày mai đem tiền đây trả. Ngày mai lụm nó. Thương Duyên Ly. Thương Duyên Ly hứa trả. Má hai đứa bằng lắm chứ quay. Chứ giỡn mà mày nó giỡn. Muối ông nội ơi. Cà phê rồi. Anh có cái đồ điện ơi. Trời. Đi về luôn rồi. Về luôn rồi. Bà này, cái bà nãy cầm cái chai đập đầu quê được bà nội với mày chứ đập đầu tao quá giống ai biết vậy nãy xuống ông kia ông tỉnh mẹ chừng nào muốn theo hai kia đây cái nữa đi đập cho bể đầu luôn nữa bà này sao nhưng mà phải lần này đập lộn đập vô ông cảnh thôi ngày mai thôi ngày mai kêu hai kia quánh quê xì cắt đi quê cắt rồi xì quýnh lộn quýnh lộn mà quýnh lộn quá mà quýnh lộn quá béo về đi mai tính dài thôi giờ tụi mình sẽ đi về luôn nghe tiếng mồi sẽ bẻ mồi về